Anh em mình vừa mua được một chiếc Ford Ranger 2017 màu trắng anh em nhé. Đây, chủ lọc cho 200 vẫn còn để đây. Xe thì zin đẹp xuất sắc nên đủ đồ. Đấy, màn hình xịn sò. Nói chung là xe thì không có gì để chê. Hơi bẩn tí, về rửa qua nước nã là có thể là đẹp miên man luôn. 5 quả lốp mới, giá lóc vè mưa, thanh thể thao lắp thùng cuộn xịn sò. Đấy, Quảng Ninh nhá anh em nhá, 2017 nhưng mà nó không có hề có mục mọt đâu. Đây chẳng qua là nó bẩn một tí thôi. Đấy, xe đẹp dã man con ngan, giá cũng không hề rẻ nha anh em nhá. Anh em mà yếu tim thì chắc chắn là không chơi được con này đâu. Đấy, bên mình mua là mua thi đấu. Xe đẹp miên man luôn. Máy zin, nói chung là mọi thứ là zin đét 100%. Còn 2017 thì nó không tránh khỏi những cái gọi là sứt sát, cái nhỏ nhỏ ngoài da. Anh em quan tâm đến xe này thì liên hệ với mình. Số điện thoại 0965 951 955. Cảm ơn anh em đã theo dõi.